Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy hay.com. Và trong video clip ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong lesson A Closer Look 1 Page 40 Unit 4 sách giáo khoa tiếng Anh 6 chương trình mới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên của bài học, đó là vocabulary, từ vựng. Activity 1: Filling each blank with one word from the box. Listen, check and repeat the words. Các em hãy điền vào mỗi chỗ trống với một từ vựng ở trong khung, sau đó lắng nghe, kiểm tra và lặp lại những từ ngữ này. Thì trong khung sau đây chúng ta có 7 từ vựng. Đầu tiên, narrow có nghĩa là chật hẹp. Historic nghĩa là mang tính lịch sử, cổ kính. Fantastic có nghĩa là thú vị hoặc tuyệt vời. Convenient có nghĩa là tiện lợi. Và boring là buồn chán. Noisy là ồn ào, tấp nập. Và polluted có nghĩa là ô nhiễm, bị ô nhiễm. Thì chúng ta có number 1, cửa lò is a fantastic beach, có nghĩa là cửa lò là một bãi biển thú vị, tuyệt vời. Thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đến với number 2. I love it here, everything I want is only 5 minutes away, it's so... Nội dung của câu này là tôi thích nơi này, mọi thứ mà tôi muốn thì chỉ mất 5 phút đi xa, nó thật là tiện lợi. Thì cô sẽ điền ở đây đó là từ convenient. Và tiếp theo, number 3, life in the countryside is there aren't many things to do there. Cuộc sống ở vùng nông thôn thì thật là chán và không có nhiều thứ để làm ở đây. Cho nên câu số 3 cô sẽ điền chán, ở đây có nghĩa là boring. Tiếp theo, number 4. The air in the area is with smoke from the factory. Không khí ở trong khu vực này thì thật là ô nhiễm bởi nhiều khói ở nhà máy. Thì câu số 4, cô điền từ ô nhiễm sẽ là từ polluted. Tiếp theo, number 5. Hội An is a city with a lot of old houses, shops, buildings and theaters. Hội An là một thành phố lịch sử với nhiều ngôi nhà cổ, những cửa hàng, tòa nhà và rạp chiếu phim hay là nhà hát. Hội An là một thành phố cổ với nhiều nhà. Hội An là một thành phố lịch sử với nhiều nhà cổ, cửa hàng, tòa nhà và nhà hát. Thì cô có từ cổ kính, lâu đời, lịch sử, cô sẽ điền từ historic. Tiếp theo, number 6. The street is very with a lot of traffic, so we can't move fast. Con đường thì quá hẹp với nhiều phương tiện giao thông, vì thế mà chúng ta không thể di chuyển nhanh được. Cho nên cô số 6, cô sẽ điền từ narrow là hẹp, chật chội, đông đúc. Number 7. Now there are many new shops near here, so the streets are busy and during the day. Bây giờ thì có nhiều cửa hàng mới ở gần đây, vì vậy mà những con phố này thì trở nên nhộn nhịp và suốt cả ngày. Thì câu số 7 cô sẽ điền đó là từ noisy, trở nên nhộn nhịp và ồn ào. Và bây giờ thì cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe lại và kiểm tra đáp án. Unit 4, page 40, A Closer Look 1, Activity 1, fill in each blank with one word from the box, listen, check and repeat the words.
1. Koh Lao is a fantastic beach. 2. I love it here. Everything I want is only 5 minutes away. It's so convenient. 3. Life in the countryside is boring. There aren't many things to do there. 4. The air in the area is polluted with smoke from factories. 5. Hội An is a historic city with a lot of old houses, shops, buildings and theatres, etc. 6. The street is very narrow with a lot of traffic, so we can't move fast. 7. Now there are many new shops near here, so the streets are busy and noisy during the day. Và đó là toàn bộ nội dung của hoạt động đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mục lưu ý. Watch out. Sometimes words can have two or more opposites. Noisy, quiet, peaceful. Sometimes words don't have a perfect opposite. Polluted. Mục lưu ý này nói cho chúng ta biết rằng đôi khi thì một từ ngữ có thể có hai hoặc nhiều từ trái nghĩa. Ví dụ, noisy có nghĩa là ồn ào thì chúng ta sẽ có từ quiet là yên tĩnh hoặc peaceful là bình yên. Và đôi khi thì có những từ ngữ thì sẽ không có một cái từ trái nghĩa nào. Ví dụ như từ polluted, ô nhiễm thì nó không có bất kỳ từ trái nghĩa nào. Và đó là một lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến activity 2. Now match the adjective from the box in activity 1 with their opposite below. Yêu cầu của hoạt động số 2 là bây giờ các em hãy nối những tính từ từ cái khung ở hoạt động số 1 với những cái từ trái nghĩa của nó ở bên dưới đây. Thì ở bên dưới cô cũng tương tự, cô cũng sẽ có 7 từ vựng. Chúng ta có một ví dụ, example, narrow. Từ trái nghĩa của nó sẽ là từ wide. Narrow có nghĩa là chật hẹp và trái nghĩa của nó sẽ là rộng rãi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu những từ vựng trong khung. Từ đầu tiên, exciting, có nghĩa là exciting, có nghĩa là thú vị. Peaceful, có nghĩa là yên bình. Và tiếp theo, modern, hiện đại. Inconvenient là bất tiện. Wide, rộng rãi. Quiet là yên tĩnh. Và terrible là khủng khiếp. Thì sau đây cô sẽ tiến hành giải bài tập này. Chúng ta có từ đầu tiên, exciting. Exciting có nghĩa là thú vị. Thì nó sẽ đi với từ trái nghĩa ở trong hoạt động 1, đó là từ boring, nhàm chán. Và tiếp theo, từ peaceful có nghĩa là bình yên. Và nó sẽ bằng nghĩa với từ quiet là yên tĩnh. Và nó sẽ trái nghĩa với từ đó là từ noisy là ồn ào. Và từ noisy này thì nó sẽ có hai từ trái nghĩa giống như trong phần lưu ý cô và các em vừa tìm hiểu. Và tiếp theo, từ modern có nghĩa là hiện đại. Hiện đại thì nó sẽ đi trái nghĩa với từ đó là từ historic, có nghĩa là cổ kính hoặc có tính lịch sử lâu dài. Và từ tiếp theo đó là từ inconvenient, là bất tiện, thì nó sẽ trái nghĩa với từ convenient là tiện lợi.
cô sẽ sử dụng dấu chấm để các em dễ nhận biết. Và tiếp theo, từ wide nó sẽ trái nghĩa với từ narrow, thì các em có thể thấy trong ví dụ. Quiet thì nó bằng nghĩa với từ peaceful và trái nghĩa với từ noisy. Tiếp theo, terrible có nghĩa là khủng khiếp, thì nó sẽ trái nghĩa với từ fantastic là tuyệt vời. Và đó là toàn bộ nội dung hoạt động thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến activity 3. Working pairs are an answer questions about your neighborhood. Use the words in activity 1 and 2 to help you. Yêu cầu của hoạt động số 3 là các em hãy thực hành theo cặp và sau đó hỏi và trả lời những câu hỏi về khu phố của em, sử dụng những từ trong phần 1 và phần 2 để hỗ trợ các em. Example, ví dụ, is our neighborhood polluted? Nghĩa là khu phố của bạn thì có bị ô nhiễm không? B. No, it isn't. Không. A. Is it peaceful? Nó có bình yên hay không? B. Yes, it is. Vâng, nó rất là bình yên. Thì sau đây cô sẽ lấy một vài ví dụ để các em có thể hiểu rõ hơn. Cô cũng sẽ chia làm hai nhân vật A và B. Is our neighborhood boring? Cô sẽ sử dụng từ your. Is your neighborhood khu phố của các bạn thì có nhàm chán hay không? B sẽ trả lời No, it isn't. Không, nó không. Và A sẽ hỏi Is it peaceful? Hoặc cô sẽ sử dụng từ khác, đó là Is it quiet? Nó thì có yên tĩnh hay không? Và B sẽ trả lời No, it isn't. Ah, yes, it is. Nó có yên tĩnh hay không? B sẽ trả lời có. Và đó là toàn bộ nội dung bài hội thoại. Thì các em có thể lấy thêm một ví dụ khác bằng cách sử dụng những từ vựng ở trong hoạt động số 1 và số 2. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển đến hoạt động tiếp theo, đó là pronunciation E and E. Activity 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sound E and E. Lắng nghe và lặp lại những từ ngữ sau. Hãy chú ý đến cái âm E và E. Thì sau đây chúng ta có 10 từ vựng. Thì các em sẽ cùng nhau lắng nghe. Và chúng ta sẽ thực hiện bài tập. Unit 4, page 40, a closer look 1. Activity 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds E and I. Exciting. Cheap. Historic. Sleepy. Expensive. Convenient. Peaceful. Police. Noisy, friendly. Now, in pairs, put the words in the correct column.
toàn bộ từ vựng các em vừa nghe được. Thì bây giờ cô sẽ giải thích nội dung của những từ này. Từ đầu tiên, exciting có nghĩa là thú vị, cheap là rẻ, historic nghĩa là cổ kính hoặc lịch sử, sleepy là buồn ngủ, expensive là mắc, convenient là tiện lợi, peaceful là bình yên và police là cảnh sát, noisy là ồn ào và friendly là thân thiện. Thì sau đây cô sẽ đặt những từ ngữ này vào những khung. Như các em và cô đã vừa lắng nghe thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành. Đầu tiên từ exciting có nghĩa là thú vị thì cô sẽ đặt nó vào âm E. Và tiếp theo trip cô sẽ đưa vào E. Và historic cô sẽ đưa vào E. Và tiếp theo sleepy cô sẽ đưa vào E. Và tiếp theo expensive là mắc thì cô sẽ đưa vào âm E. Tiếp theo convenient cô sẽ đưa vào âm E. Tiếp theo peaceful cô cũng sẽ đưa vào E. Và tiếp theo police cô cũng sẽ đưa vào âm E. Và tiếp theo noisy cô sẽ đưa vào E. Và friendly cũng vậy, cô sẽ đưa vào E. Và đó là toàn bộ nội dung của hoạt động thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến activity 5. Listen to the sentences and circle the words you hear. Hãy lắng nghe những câu sau và sau đó khoanh tròn vào những cái từ ngữ mà các em nghe được. Unit 4, page 40, a closer look 1, activity 5. Listen to the sentences and circle the words you hear. 1. Tommy is living there. 2. Shall we heat the oil first? 3. This aeroplane seats 100 people. 4. There's a sheep over there. 5. Jimmy is finding some tins now. 6. Peter bought a mill last week. 7. Some teams are coming in. 8. It is a fish and chip shop. Và như vậy là cô và các em vừa lắng nghe xong thì sau đây cô sẽ giải thích nội dung của những câu này. Đầu tiên, number 1. Tommy thì đang sống ở đó. Number 2. Cô sẽ chọn từ heat. Nội dung của câu này là đầu tiên thì chúng ta hãy đốt dầu lên phải không? Number 3. Cô sẽ chọn đó là từ sit. Máy bay này có 100 ghế ngồi. Number 4. Cô sẽ chọn từ shift. Có một con cừu ở đằng kia. Và number 5. Cô sẽ chọn từ jeans. Jimmy thì đang tìm một vài cái lon bây giờ. Number 6. Cô sẽ chọn từ mill. Peter thì đã mua cái nhà máy này vào tuần trước. Number 7, cô sẽ chọn từ teams. Vài đội thì đang bước vào. Và number 8, cô sẽ chọn từ trip. Nó là cái cửa hàng cá và khoai tây chiên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến activity 6. Listen and practice the chant. Notice the sound E and E. Nội dung hoạt động số 6 là các em hãy nghe và thực hành các bài hát, chú ý âm E và I. Unit 4,
Page 40. A closer look 1. Activity 6. Listen and practice the chant. Notice the sounds E and I. My neighborhood. My city is very busy. There are lots of buildings growing. The people here are funny. It's a lovely place to live in. My village is very pretty. There are lots of places to see. The people here are friendly. It's a fantastic place to be. Và như vậy là cô và các em vừa lắng nghe xong, thì bây giờ cô sẽ tiếp tục giải thích nội dung của bài thơ này. My city is very busy. Thành phố của tôi thì rất là nhộn nhịp. There are lots of buildings growing. Có nhiều tòa nhà đang mọc lên. The people here are funny. Mọi người ở đây thì rất là vui tính. It's a lovely place to live in. Đó là một nơi dễ thương để ở. My village is very pretty. Làng của tôi rất là xinh đẹp. There are lots of places to see. Có nhiều nơi để xem. The people here are friendly. Mọi người ở đây thì rất là thân thiện. It's a fantastic place to be. Nó là một nơi tuyệt vời. Và đó là toàn bộ nội dung bài thơ. Thì sau đây cô sẽ tóm tắt lại toàn bộ từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này. Đầu tiên thì chúng ta có từ polluted, có nghĩa là ô nhiễm. Tiếp theo, number 2, chúng có từ narrow, chật hẹp. Và tiếp theo, cô có từ exciting, có nghĩa là thú vị. Và từ tiếp theo, peaceful, là yên bình. Number 5, cô có từ terrible, là khủng khiếp. Và từ tiếp theo cô có từ fantastic, nghĩa là tuyệt vời. Và đó là toàn bộ từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này. Và như vậy là cô cũng đã hoàn thành xong 6 bài tập trong Lesson A Closer Look 1, page 40. Thì để có thể biết rõ hơn và có thể xem được những bài giảng hay khác thì các em có thể truy cập vào trang web loiduaihay.com để có thể biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video clip tiếp theo, và chúc các em sẽ có một tuần học tập thật tốt.